Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã lại với kênh Giúp Bộ Tuấn Nguyễn mình nha anh em. Nay mình trên tay giới thiệu với anh em một em Giúp Bộ rất là đặc biệt nha anh em. Hàng cao cấp xuất đi thị trường Nhật Bản nha. Em này dòng đồng cao cấp xuất Nhật nha anh em. Hãng chế tác rất là tỉ mỉ công phu. Độ hoàn thiện rất là cao nha anh em. Và đặc biệt là em Zippo này hàng hiếm, chỉ sản xuất bản giới hạn Limited Edition 1000 em thôi nha anh em. Dòng đồng hoa văn cổ điển, bản giới hạn Limited Edition, dòng cao cấp xuất đi thị trường Nhật Bản nha anh em. Hàng rất là hiếm. Và thêm một điểm nhấn rất là sang trọng và rất là độc đáo cho anh em Zippo này, đó là hãng lên màu Titan cho em Zippo đồng này nha anh em. Lên màu Titan tím xanh rất là đẹp luôn anh em. Một sự đỉnh cao trong chế tác Zippo, cũng như là thể hiện sự tỉ mỉ chăm chút tới từng chi tiết một trên em Zippo hàng hiếm này nha anh em. Em này thì cực hiếm luôn, hàng sưu tầm nha, dòng cao cấp xuất Nhật. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì xin mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha anh em, nút đăng ký màu đỏ ngay dưới chân clip nha, để mình có thể tiện cập nhật lựa chọn những mẫu Zippo rất là độc đáo, rất là đẹp trên kênh Zippo Tuấn Nguyễn mình ha. Còn em Zippo này thì là một tuyệt phẩm luôn cho anh em sở hữu sưu tầm hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè. Em nó thì đi kèm với một cái hộp nhung sang trọng của dòng xuất Nhật nha anh em, giấy tờ kèm theo đầy đủ luôn. Thì anh em nào có duyên, có nhu cầu rước em nó thì cứ alo mình nha anh em. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Mình xin trên tay giới thiệu trước cho anh em nha. Những chi tiết hoa văn rất là tỉ mỉ công phu nha anh em. Hoa văn 3D nha. Ở giữa là logo Zippo và con số series bản giới hạn của em nó nha. Em nó được lên màu Titan rất là đẹp luôn anh em. Dòng đồng cao cấp ha. Mặt sau cũng là những hoa văn cổ điển và lên màu Titan luôn. Em này hàng hiếm nha anh em. Không có sản xuất đại trà ha. Em nó lấy bằng nha anh em. Hàng zin từ ga tới dép nha. Nhiều 100% luôn nha anh em. Zippo Tuấn Nguyễn thì luôn luôn giới thiệu với anh em hàng xịn ha. Uy tín nào giờ anh em đã có dịp ủng hộ thì quá thành rồi. Còn anh em nào chưa có dịp thì cứ nghiên cứu ha anh em, lựa chọn thoải mái. Bên mình bao cho anh em giao hàng toàn quốc, test thoải mái nha. Còn em Zippo này thì anh em yêu mến thì cứ alo mình lấy giá nha anh em. Tất nhiên là giá em nó cũng không rẻ như mấy em bình dân nha anh em. Em này ở ngoài anh em cầm trên tay thực tế nó đẹp và long lanh hơn ở trên video clip rất là nhiều nha anh em. Hàng zin luôn. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình ha. Anh em cứ click vô đường link mình để vô mô tả video clip anh em xem nha. Yêu mến anh em like chia sẻ clip nha anh em. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh ha. Những quà tí quà dằn rất là đẹp luôn anh em.
thể hiện độ tỉ mỉ chính xác trong chế tác Jibbo ha. Vừa mới anh em like chia sẻ clip nha nè, và nhớ ấn nút đăng ký kênh ngay dưới ha. Còn có nhu cầu sứ kem nó thì anh em cứ alo nha. Đồng hoa văn xuất Nhật nha nè, đồng titan ha, giấy tờ em nó đầy đủ ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành, nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nha. Tạm biệt anh em.